Thưa quý vị và các bạn, tối 30 tháng 12 tại quảng trường Lâm Viên, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. Tham dự về phía Trung ương có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh và một số tỉnh bạn, cùng đông đảo người dân du khách đã tham dự. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban thành phố Đà Lạt, đã ôn lại lịch sử quá trình hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt, đồng thời đánh giá những thành tựu kinh tế, xã hội, hệ thống chính trị, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, từ đó khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực tự cường, xây dựng phát triển thành phố Đà Lạt ngày càng phồn vinh giàu đẹp. Từ những ngày đầu khai khẩn đất đai, Đà Lạt là vùng đất hoang sơ của người Gờ Ho, người Đạch sinh sống. Năm 1893, sau khi được nhà thám hiểm bác sĩ Alexander Jackson tìm ra và đề xuất toàn quyền Đông Dương xây dựng cao nguyên Nam Giang trở thành trung tâm nghỉ dưỡng Đông Dương. Từ đó là khởi nguồn cho sự hình thành và phát triển của Đà Lạt ngày nay. Đà Lạt đã trở thành miền đất lành để cư dân cả nước về để sinh sống lập nghiệp, cùng xây dựng nên một thành phố giàu bản sắc, xinh đẹp mà ít nơi nào có được. Trước những vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đổi mới, cầu thị, trách nhiệm để hiện thực hóa khát vọng phát triển, tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã có công khai khẩn, xây dựng và phát triển thành phố này. Trên chặng đường phát triển thời gian tới, thành phố Đà Lạt mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế, đồng bào, đồng chí và những người con quê hương Đà Lạt đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc để thành phố Đà Lạt vẫn bước trên con đường hội nhập và phát triển toàn diện, bền vững. Cũng tại buổi lễ, đại diện của UNESCO tại Việt Nam đã trao thư xác nhận thành phố Đà Lạt chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc cho lãnh đạo thành phố Đà Lạt. Những thành quả của thành phố Hoa hôm nay có sự góp sức và là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc, đảng bộ, chính quyền nơi đây. Nhân dịp 130 năm kỷ niệm hình thành Đà Lạt cũng như là cái không khí mà năm mới sắp tới, em cảm thấy không khí Đà Lạt hiện tại đây rất là vui. Và với tư cách là một người dân Đà Lạt thì em cảm thấy rất là tự hào với những gì mà thành phố mình đã đạt được cũng như là với cái vẻ đẹp của thành phố mình. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những kết quả đã đạt được của thành phố Đà Lạt trong suốt 130 năm hình thành và phát triển. Sau 130 năm, Đà Lạt từ miền đất hoang sơ đã trở thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo của tỉnh Lâm Đồng, có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với khu vực Tây Nguyên, với dân số trên 230.000 người và 20 dân tộc anh em chung sống đoàn kết hòa thuận. Nổi bật với phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới để xây dựng thành phố Đà Lạt không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Lạt trước hết cần tiếp tục giữ gìn vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tiếp tục hoàn thiện bộ máy, chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, gắn với tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội với phương châm lấy người dân là trung tâm, người dân vừa là mục tiêu, chủ thể, vừa là động lực và là người được hưởng lợi từ thành quả phát triển, là tập trung xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch. Trong đó, phát triển thành phố Đà Lạt phải phù hợp với định hướng phát triển vùng Tây Nguyên, bảo đảm thống nhất với hệ thống quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát huy danh hiệu thành phố Festival Hoa Việt Nam, tận dụng các tiềm năng và lợi thế
đầu tư phát triển du lịch chất lượng cao, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu đối với thế giới. Cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương cho thành phố Đà Lạt nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ có những kế hoạch cụ thể để tiếp tục xây dựng phát triển Đà Lạt Lâm Đồng ngày càng lớn mạnh, xứng tầm là thành phố trung tâm của vùng Nam Tây Nguyên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cá nhân đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Lê Minh Khái đối với địa phương trong thời gian qua. Những lời chia sẻ và niềm tin của đồng chí Lê Minh Khái là nguồn động viên to lớn và định hướng hết sức quan trọng đối với thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung trong quá trình phát triển trong giai đoạn tới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, có bản sắc riêng. Sau phần nghi lễ, người dân và đông đảo khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với những câu chuyện sử thi được kể bằng âm nhạc, múa hát, biểu diễn cồng chiêng, tái hiện quá trình 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Đồng thời, những ca sĩ tên tuổi cũng đã mang đến cho người xem những ca khúc nổi tiếng về Đà Lạt mộng mơ, nhiều cảnh đẹp. Đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách là hoạt cảnh tái hiện lại khung cảnh Đà Lạt hiền hòa với thơ ca, nhạc họa và hoa, cũng như những gánh hàng rong mang phong cách ẩm thực đa dạng phố núi. Tất cả để dư âm của một niềm tự hào về chặng đường 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển để trở thành thành phố di sản, thành phố festival hoa hôm nay.